Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chùa Ba Vàng cùng hơn 50 di tích và sự đòi hỏi minh bạch tiền công đức. Thưa quý vị và các bạn, còn có trên 50 di tích không có số liệu báo cáo về tiền công đức, trong đó có chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đó là số liệu Bộ Tài chính báo cáo gửi Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Đoàn kiểm tra ngoài đại diện Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cử người tham gia đoàn kiểm tra. Nội dung kiểm tra về việc tiếp nhận, quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, xem xét việc mở tài khoản, mở sổ ghi chép số thu, chi tiền công đức tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm sử dụng tiền công đức tài trợ. Đây là việc làm cần thiết để minh bạch đồng tiền công đức, càng công đức càng phải minh bạch. Người thực hiện cúng dường thành tâm xuất phát từ tâm đức của mình, người cúng dường xong không quan tâm đến chuyện đồng tiền đi về đâu vì họ đặt niềm tin vào sự quản lý của cơ sở, chắc chắn sẽ sử dụng có hiệu quả, đúng việc thiện và không có gian dối. Cho nên khi nhận được tiền công đức tài trợ, cơ sở tiếp nhận cần phải minh bạch, ghi chép thu chi rõ ràng, không để nhập nhằng. Đồng tiền có chất dính tay, nếu không có sự quản lý chặt chẽ sẽ nảy sinh những chuyện bất minh. Tiền công đức được sử dụng vào việc gì cũng cần phải được công khai để người cúng dường biết được có đúng mục đích, có phù hợp và hiệu quả hay không. Nếu sử dụng đồng tiền vào những việc không phù hợp, không đúng với tâm nguyện của đa số người cúng dường, tài trợ thì đó cũng là điều bất minh. Trên thực tế, không ít nơi lợi dụng lòng tin, lòng tốt và thậm chí là cả sự mê tín, mê muội của người khác để thu lợi cho mình. Tiền công đức thu vào bao nhiêu chỉ có nhóm lợi ích ở đó biết. Họ chia nhau, trục lợi bằng cách khai thác cái gọi là tâm linh, tín ngưỡng. Làm tiền cách này có thể xem là hành vi lừa đảo. Chưa kể hoạt động này tạo ra sự bất công trong xã hội, bởi vì trong khi nhiều người lao động lương thiện đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có đủ ăn đủ mặc, thì các nhóm lợi ích kinh doanh tâm linh lại ngồi mát ăn bát vàng. Không chỉ Quảng Ninh, các cơ quan quản lý phải tổ chức kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là văn minh pháp luật mà còn là xây dựng lòng tin và đạo đức xã hội. Vụ án chuyến bay giải cứu, bản án nào đợi cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế? Quý vị thân mến, theo Viện Kiểm sát, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Thời điểm đó, Bộ Y tế phân công một Thứ trưởng làm nhiệm vụ xem xét, duyệt ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng khi những nơi này xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo và xin cho khách lẻ được về nước. Các cơ quan chức năng thông qua Phạm Trung Kiên để trình Thứ trưởng Bộ Y tế xem xét, ký duyệt văn bản trả lời. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp cá nhân chi tiền từ 50 đến 200 triệu đồng cho một chuyến bay. Đối với chuyến bay combo, Kiên ra giá với doanh nghiệp phải chung chi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một khách. Đối với khách lẻ, Kiên ra giá từ 7 đến 15 triệu đồng một khách. Bị cáo này nhiều lần nhận tiền ở trụ sở Bộ Y tế hoặc yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Bích Ngọc, mẹ vợ Kiên. Viện Kiểm sát nhận xét, với vai trò là thư ký được Bộ Y tế giao nhiệm vụ giúp việc cho Thứ trưởng, song lợi dụng việc nhận giấy tờ cấp phép các chuyến bay, Phạm Trung Kiên đã làm khó, buộc các doanh nghiệp phải chi hối lộ. Trong vụ án, bị cáo là người nhận tiền nhiều nhất 253 lần, tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng, với thủ đoạn trắng trợn nhất. Sau khi vụ án phát giác, bị cáo đem trả một phần cho doanh nghiệp và yêu cầu họ nói việc đưa nhận tiền là giao dịch vay mượn nhằm che giấu cơ quan chức năng. Do đó, hành vi của Kiên cần xử lý bằng bản án nghiêm khắc để răn đe. Tại phần xét hỏi, Kiên khai sử dụng số tiền hơn 42 tỷ đồng nhận hối lộ của doanh nghiệp đầu tư mua một số mảnh đất tại huyện Ba Vì, Hoài Đức và ở Mũi Né, Bình Thuận. Đáng chú ý, lời khai của bị cáo còn thể hiện cho người thân là chú họ bên nhà vợ ở Thái Bình vay hơn 10 tỷ bằng hình thức chuyển khoản, sau khi bị truy hỏi, Kiên không nhớ đầy đủ tên họ của người chú. Phân tích về hành vi mức độ phạm tội của bị cáo Phạm Trung Kiên, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa cho hay, tại khoản 2 điều 5 nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ có quy định. Trong quá trình tố tụng, người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ, đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố xét xử.
Theo luật sư Giáp, nếu chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô nhận hối lộ là trường hợp người phạm tội đã tự mình nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô nhận hối lộ hoặc tác động để cha mẹ, vợ chồng, con, anh, chị em, những người thân khác nộp lại ít nhất 3/4 tài sản mà mình không phản đối. Hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm là sau khi phạm tội, người phạm tội đã chủ động cung cấp những tin tức tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa cho việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm liên quan đến tội phạm mà họ bị cáo buộc. Lập công lớn là trường hợp người phạm tội đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, truy bắt, điều tra, xử lý tội phạm không liên quan đến tội phạm mà họ bị buộc tội. Từ những phân tích trên, luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng, trước khi tuyên án, nếu Phạm Trung Kiên nộp lại 3/4 số tài sản đã nhận hối lộ và được hội đồng xét xử ghi nhận một trong hai tình tiết là hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn, thì về nguyên tắc bị cáo này sẽ thoát án tử hình. Vẫn theo luật sư Giáp, nếu trường hợp bị cáo Kiên không hội đủ các điều kiện nêu trên tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP và Điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hoặc dù bị cáo nộp lại, tác động người thân nộp lại số tiền tham ô theo quy định, nhưng hội đồng xét xử không ghi nhận tình tiết hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm và lập công lớn theo điểm C khoản 3 Điều 40 Bộ Luật Hình sự, thì với quy định của điều luật nêu trên, bị cáo Kiên cũng không chắc chắn thoát mức án cao nhất. Diễn biến xét xử tại tòa cho thấy hành vi phạm tội của Phạm Trung Kiên rất trắng trợn. Bị cáo trục lợi trong thời điểm dịch bệnh hoành hành phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp, gây đau khổ cùng cực cho người dân trên đường hồi hương về nước. Hội đồng xét xử cần tuyên phạt Phạm Trung Kiên một bản án thật nghiêm khắc, làm bài học răn đe, phòng ngừa chung. Đường dây trục lợi 10 tỷ đồng bảo hiểm có sự tham gia của nhân viên y tế. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây trục lợi bảo hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Lê Thị Hà An, 34 tuổi, Nguyễn Thị Quỳnh An, 35 tuổi, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An và Thái Thị Mai, 56 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An, mẹ của Hà An, cùng bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Quốc Việt, 39 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác. Trần Đức Lượng, 41 tuổi, trú thành phố Vinh, bị khởi tố về tội gian lận bảo hiểm y tế. Trong đó, Nguyễn Quốc Việt là kỹ thuật viên X-quang của Trung tâm huyện Tân Kỳ, Trần Đức Lượng là bác sĩ khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ do có kiến thức về các gói bảo hiểm cũng như cách thức làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của một số công ty bảo hiểm nhân thọ. Hà An, Quỳnh An và Thái Thị Mai móc nối với Nguyễn Quốc Việt làm giả các hồ sơ bệnh án bị gãy xương cho những người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án để đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ. Mỗi hồ sơ bệnh án giả, Việt được trả từ 2,5 đến 5 triệu đồng. Khi có được bệnh án giả, các đối tượng chuyển cho những người có nhu cầu làm hồ sơ để thanh toán bảo hiểm. Mỗi hồ sơ bệnh án này sau đó được các công ty bảo hiểm thanh toán từ 300 đến 400 triệu đồng. Lê Thị Hà An hưởng lợi từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi hồ sơ bảo hiểm được thanh toán. Ngoài ra, Hà An móc nối với Trần Đức Lượng để lập khống hồ sơ bên thanh toán trục lợi tiền bảo hiểm. Cụ thể, Hà An sẽ cung cấp cho Lượng thông tin người cần làm bệnh án, ngày nằm viện. Từ các thông tin này, Lượng làm các thủ tục khám bệnh, nhập viện, chỉ định điều trị, kê y lệnh như quy trình của bệnh viện, làm thủ tục ra viện cho các bệnh nhân và trích sao bệnh án đưa cho Lê Thị Hà An.